Rồi, xin chào anh em. Chào mừng anh em là quay lại kênh Di Động Hồng Phúc nha. Chúc anh em có buổi chiều vui vẻ nha. Hôm nay thì nói chung là dịch bệnh nhiều quá anh em, mình cũng không có nhiều máy nha. Giới thiệu anh em vài con máy có chiều hôm nay cho vui. Anh em ưng cái máy nào thì alo cho mình nha. Số thoại đặt hàng thì trên cái bảng nhỏ nha, 0355 356 356 nha. Anh em mua máy thì bữa nay là nói thật sự anh em mới cái dùng như vài tỉnh miền Tây, có vài tỉnh cũng như Sài Gòn, Bình Dương là mình không gửi hàng được, bó tay. Bữa nay dịch nó rất là nặng, không thể gửi được anh em. Còn những tỉnh miền Bắc thì mình vẫn gửi được nha. Ví dụ Đắk Lắk, Đắk Nông gửi được này. Bình Thuận có chỗ tánh như tánh Linh là mình không gửi được này. Rồi Vũng Tàu cũng có nhiều chỗ không gửi được, Đồng Nai. Nói chung rất nhiều chỗ không gửi được. Anh em nào mà ở vùng mà không có chỉ thị 16 á thì nhắm mua hàng được thì alo cho mình. Thì quy định mua máy thì anh em cũng biết rồi. Cọc trước cái cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 Viettel. Nhắn họ tên địa chỉ cùng với mọi mã số thì cao là mình sẽ chốt hàng cho anh em. Tiền cọc thì anh em trừ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng nha. Rồi phải dài dòng nữa thì giới thiệu hàng hôm nay cho anh em luôn. Cũng xin nhắc lại cho anh em là dịch nên là vận chuyển hàng rất là chậm nha anh em. Từ 1 tuần cho tới 11, 12 ngày mới nhận được hàng. Thì anh em đặt hàng thì nhớ để ý thời gian đó cho mình nha. Rồi giới thiệu em Weller. Máy có, một con máy có. Nhưng mà chắc nha anh em. Máy có nhưng mà màn hình như thế anh em coi, cực đẹp. Có một con thôi. Màn hình 5.5 nha. RAM 1.5 bộ nhớ 8 thôi. Pin 2007. Máy thì ngoại hình cũng còn rất là ok. Xuất sắc vậy thôi. Kính đại giá lực cho anh em rồi, đẹp kia. Chức năng thì anh em Zalo, Facebook các kiểu được hết nha. Một con duy nhất thôi, 530.000. Con Weller 5.5 này để anh em giá 1 triệu quên, 530.000. Kèm sạc cho anh em là đủ nha, trước khi gửi máy cho anh em. Rồi ok nha. Mình qua máy thứ hai. Ring 510. Máy nguyên ring. Ring 510 vỏ ring, màn ring. Nắp sau thì có xích xước tí này anh em đó. Màn hình 5.2, RAM 216, pin 3001. Pin 3001 nha. Đó, màn hiển thị rất là sắc nét đẹp nha. Không ám ố nha anh em, màn đẹp. Con này vỏ nó hơi trời trời, để anh em giá 990k, sạc không kèm nha anh em. Anh em tự chèm kìm về lá sạc của mình nha. 990k, máy nói chung là ok luôn. Samsung G600, con này vỏ của nó chưa thay nha, vỏ của nó luôn, xuất sắc nhẹ. Màn thay mới, con này màn thay 3C mới, màn hình 5.6, RAM 332, pin 3000. Đó, vỏ thì có xuất sắc như clip lên đây. Màn này kính đẹp rồi, tự nhiên mới thay màn mới rồi. Cảm ứng là mượt mà nha, không có phải là đơ lắc gì nha anh em. Đó, ok nha. Giá cực mềm cho anh em luôn, 1.300.000. 1.300.000 thì có sạc và dán kính cho anh em luôn. G600 2 sim. G4 Bluetooth, con này thay vỏ mới rồi anh em. G4 Bluetooth nha, con này thay vỏ mới kèm cho anh em rồi. Thay sim khác màu nha anh em. Đó, thay sim thì màu đỏ nha. G400 màu đen, máy thì màu đen. G4 Bluetooth, sorry anh em. Màn hình 6 inch nha, RAM 216, pin 3003. Kính đẹp kìa. Màn hiển thị sắc nét nha. Chức năng thì ok nha anh em. G400, con này để em giá 1.500.000 nha. 1.500.000. Về chứ bỏ sim xài thôi, máy đẹp keng luôn. G700 màu xanh ngọc nha. Vỏ sao thì của máy nó luôn. Đó, màn thay nha anh em. Màn thay mới rồi. Đó, chức năng full. RAM 332, màn hình 5.5. Pin của này là 3600 nha. Đó, G700. Mọi chức năng hoạt động ok. Máy mượt mà nha. Con này đã đi cho anh em giá 1650. 165 nha. Đó, máy chức năng full nha. Oppo A39. Máy vỏ đẹp, kính đẹp. Con này màn hình 5.2, RAM 332, pin con này 2009 nha. Đó, máy hiển thị sắc nét luôn. RAM 332. Ok, máy full chức năng. Con này ra đi cho anh em giá 1350. 1350 A39 Oppo. A37 thì mình có hai con. Một con thì vỏ thay mới, một con vỏ của nó hơi trời trời. Màn hình 5 inch,
RAM 216, pin còn là 2630. Đó. Còn vỏ trời một con vỏ mới nha. Máy thì tất cả máy bán ra mình đều có dán cái lực cho anh em đàng hoàng hết. Này thì bật cho nó sáng lên tí. Đó. Ok anh em. A37 chứng lên full nha. RAM 216 một con vỏ mới keng, con vỏ thì trời trời. Thay mới cho anh em luôn. Còn một con này thì 990, con này 1.500.000, anh em thích lấy cái nào lấy nha. Còn 990.000, còn 1.500.000. Tiếp theo cho anh em là một con 5SE, con này thì màu màu hồng phấn anh em. Máy này thì nữ sai mình thấy có vẻ hợp hơn. Đó. Rất là đẹp, máy đẹp 989 luôn. 5SE 16GB. Máy full chức năng quốc tế luôn, đầy đủ chức năng nha. Anh em xài thoải mái luôn, vân tay vân chân đầy đủ nha. Chức năng thì ok. Coi thử pin nó còn bao nhiêu. Máy con này đa số pin cao hết anh em, máy full chức năng pin cao. Con này 81, nó vô còn trên 80. Vân tay đầy đủ, máy quốc tế luôn, bỏ sim mà xài nha. 5SE giá 1750. 1750. Một con Oppo A3s thay vỏ màu xanh. Thay vỏ màn hình 6.2, RAM 216, pin của nó là 4230. Kính đẹp, vỏ đẹp, keng sao vàng luôn. Đó, chức năng hoạt động ok. Mình sẽ test về cái cấu hình máy này. RAM 216 thao. Ok nha anh em. Con này đi cho anh em 1590. 1.590.000. A10s anh em, Samsung A10s, con này thì cái vỏ rất là đẹp, mình thu lại mà không biết có thay vỏ chưa. Mình nghĩ là chắc thay vỏ mới nắp sau rồi. 6.2, RAM 232, pin 4.000. Nói chung là mấy keng sao em. A10s nha anh em. Chức năng ok. Con này để anh em giá 1850. 185 nha, máy cực đẹp luôn. Ribeiro Pro màu gold với keng sao vàng luôn. Con này thay vỏ mới nha anh em. Thay vỏ mới, màn mới luôn. Màn hình 5.5 nha, RAM 332, pin 3.6 nha anh em. Ribeiro Pro màu gold, con này mới keng sao vàng luôn. Ra đi cho anh em giá 1750 nha. 175. Nói chung như con máy mới luôn anh em. Máy mới sao thì nói dài luôn. 175. F1S. F1S thì đợt này cũng có hai con. Đó. Hai con. Nói chung đa số thay vỏ mới hết rồi. Máy full chức năng, nguyên ring. À, màn ring chứ. Còn cái vỏ này mình nghĩ là chắc thay rồi, từ nó lâu rồi thì đa số có thay mới hết. Chả ảnh hưởng gì họ bình thế giới này, họ sai bình thường nha. Full chức năng, F1S thì RAM 332, màn hình 5.5, pin con này là 3075. Thì đồng giá cho anh em luôn 1390. 1390. G5 Rim, một con máy có G5 Rim Oppo, à Samsung, sorry anh em. Samsung nha, G5 Rim màu gold, máy ring. Vỏ hơi sực sước như clip. Con này RAM 216 nha, màn hình thì 5 inch, pin 2400. Đó. Cái này thì mình có báo hết trong clip rồi nha. Anh em cứ coi kỹ máy kỹ cấu hình trước khi đặt hàng nha anh em. Đó, chức năng thì full nha anh em nha. G5 Rim giá 1.100.000 nha anh em. 1.100.000. Và đây một thằng sư phụ của G5 Rim anh em. G7 Rim. Con này là dòng G7 Rim, con này thay vỏ mới keng rồi. G7 Rim màu bạc mới keng sao vàng, màn hình 5.5. RAM 332, pin con này là 3.300. Đó. Máy thì xài ok luôn, rất là đẹp nha. Chức năng ok luôn. Còn G7 Rim mới keng này để anh em giá 1.700.000 nha. 1.700.000 nha anh em. 6S 32GB một con, máy ring. 6S 32GB quốc tế nha anh em, bỏ sim xài thoải mái, không có sợ reset hết nha, tất cả đều ok hết. Anh em có thể reset thoải mái. Vân tay vân chân đầy đủ nha. Pin cao nha. Tình trạng pin 92. Đó. Ok. Con 32GB F1 6S này để anh em giá 2350 nha, 2350. Xiaomi Note 8 Pro, bản Pro chứ không phải bản thường nha anh em. Màn hình 6.53, RAM 6 và 128, pin con này là 4.500 nha.
máy thì ngoại hình đánh giá đập tầm 96-97 thôi, không có cao cấp quá đâu nha nè. Vỏ kính thì có xíu xước gì vậy, không đáng kể. Vỏ xe ok, màn sáng đẹp, full chức năng, 128 GB, máy rất là chuẩn nha, wifi các kiểu ok hết. Con này ra đi cho anh em giá 3 triệu 2. Một con A71 Samsung màu đen, máy nguyên zin, màn hình 6.7, RAM 8 bộ nhớ 128, pin con này là 4.500 nha. Máy theo máy toàn bộ, cái này chưa có thay thế hết anh em, kính đại giá lực cho anh em rồi. Samsung A71. Con này ra đi cho anh em giá nó là 4950, một con máy riêng nguyên. Samsung nó 8 bản hàng anh em, một sim. Có cái ốc lưng bao da hay ốc da cho anh em không? Máy nói chung ngoại hình còn đẹp, máy một sim. Kính thì xước 1-2 cộng như vậy. Máy riêng nha anh em. Đó. Màn thì đoạn dưới đây thấy có vị nó ám nhẹ, không lan nha anh em. Màn này vẫn còn xài ok. Anh em xài tầm 1 năm nữa thoải mái, không vấn đề gì. Nó 8 nha, một sim. Máy riêng luôn. Con này ra đi cho anh em giá của nó là 3 triệu 9 thôi. 3 triệu 9 nha anh em, nó 8. Samsung A50, máy riêng nguyên, vỏ xuất sắc. Mặt sau kính thì còn garanti keng sò beng, RAM 4 bộ nhớ 64, màn hình là 6.4, pin 4000. Chức năng thì là full chức năng. Đó. Full chức năng. Máy full zin, màn đẹp. Con này để anh em giá 29 nha, 2 triệu 9. Một con Samsung A70 anh em. Con này có ốp cho nó luôn. Lưng thì xước xước nhẹ nhẹ này, đó. A70 thì RAM 6 bộ nhớ 128 anh em. Màn hình 6.7, pin 4.500 nha. Kính đẹp. Vỏ xuất sức nhẹ nhẹ. Đó, chức năng thì hoạt động ok hết nha. Full chức năng. Con này để này giá 38, 3 triệu 8. A70. Một con iPhone 8 Plus, vỏ đẹp, kính đẹp, máy zin nguyên. Đó, vỏ thì đẹp keng luôn, máy nguyên zin của nó. Xuất sức nhẹ thôi, không đáng kể nha. Con này là 64 GB, pin cao. Còn thứ pin này là thay chưa hay là còn của nó? Pin 89 nha nè, pin riêng luôn, pin riêng 89, 8 Bluetooth riêng nguyên, full chức năng, reset thoải mái nha. Anh em mình đã nhập tài khoản cho nó xài thôi. Con này ra đi cho anh em giá 6 triệu 2. Rồi clip này xin tạm dừng rồi, thằng ấy chào cả nhà nha. Chúc anh em sức khỏe thành công, nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình nha anh em. Chào cả nhà.